Tuyến đường DH387 nối quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh. Với chiều dài 10 km đi qua xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, nhưng hầu hết mặt đường đều bị biến dạng. Ổ trâu, ổ gà chằng chịt khiến cho người và phương tiện qua đây đều rất khó khăn. Những cái đoạn mà họ hay phun nước ra để chống bụi đó, là ổ gà là có dây đen luôn. Đấy, là đi là khập khạp, huyện là tránh nhau là rất là khó khăn. Mà dễ thì gây tai nạn, mà học sinh là ở đây đó, có mấy trường rất đông trong cái đoạn là đi học về là rất là khổ cho các cháu và cũng như tất cả mọi người đi đường. Sở dĩ đường xuống cấp là do đầu tư xây dựng từ lâu, hơn nữa có sự hoạt động của nhiều xe trọng tải lớn. Sự hoạt động của xe trọng tải lớn so với kết cấu của đường cấp 5 miền núi đã phá vỡ kết cấu hạ tầng, dẫn đến tuyến đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Do thứ nhất là xe chạy quá tải trọng quá nhiều. Vì đường này đường của nông thôn mà xe quá tải chạy quá nhiều. Là cái thứ nhất. Thứ hai là cái chất lượng khi ban đầu thi công là quá kém. Đấy, cho nên giờ thì ổ voi, ổ gà. Mà thứ hai là khi coi như là khu vực này, khu vực trung tâm mà bụi bặm quá nhiều. Do đây là tuyến đường của huyện Nghĩa Đàn quản lý, nên việc duy tu bảo dưỡng có hạn. Bởi vậy mỗi năm cũng chỉ tu sửa một số đoạn. Cứ làm xong chỗ này lại hỏng chỗ kia, nên tuyến đường luôn trong tình trạng hư hỏng. Do cái khối lượng hư hỏng nhiều nên là cũng cái việc đi lại chỗ của bà con nhân dân rất khó khăn. Thì trước mắt thì địa phương cũng tập trung nguồn lực để rồi khắc phục như nào vét kênh mương, rồi đổ bê, san gạt thường xuyên để cho bà con đảm bảo đi lại an toàn. Về lâu về dài thì địa phương rất mong là các cơ quan quan tâm để nâng cấp để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Trên tuyến đường này, hàng ngày có rất nhiều học sinh các cấp qua lại. Hơn nữa, đây là tuyến đường huyết mạch nối nhiều xã của huyện Nghĩa Đàn với thị xã Thái Hòa. Bởi vậy, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng để tu sửa nhằm đảm bảo an toàn giao thông.